Đang chạy rồi thấy chiếc xe nó chạy ngược chiều, nó chạy từ bên bển rồi nó ủi tôi, rồi xong rồi tôi mới quay lại là đèn xanh kia mới vừa nổi lên là thấy nó ủi, thấy người bay lên. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.